Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh cuốn bằng chảo điện rất là nhanh gọn. Bánh thì rất là mềm dai, không thua kém gì chán hơi đâu các bạn. Đây là cái chảo điện mình sẽ xài hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm bánh cuốn bằng bột hương xưa nha các bạn. Bịch bột này có trọng lượng là 250 g. Mình sẽ cho thêm 100 g bột khoai tây. Nếu các bạn không có bột khoai thì các bạn thay thế bằng bột năng cũng được. Bây giờ mình bắt đầu pha bột nha các bạn. Mình sẽ trộn tất cả hỗn hợp bột. Với gói bột này là 250 g và mình sẽ cho thêm 100 g bột phai nữa. Mình sẽ pha theo tỷ lệ là 1:3 nha các bạn, tức là 1 phần bột và 3 phần nước. Mình sẽ cho vô đây là 900 ml nước. Mình trộn đều và để trong tủ lạnh qua đêm. Qua ngày hôm sau á, thì mình sẽ lấy phần nước lạnh ở phía trên ra và sau đó thì mình sẽ cho phần nước vào bằng cái số lượng mình đã lấy ra. Nếu các bạn mà không có thời gian á, thì các bạn pha bột bằng nước ấm cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ để bột nghỉ 30 phút. Bây giờ thì mình sẽ bọc cái thau bột này lại để trong tủ lạnh và qua ngày hôm sau thì mình sẽ chất cái nước đi. Đây là phần bột mình pha đêm hôm qua nè các bạn. Sau khi mình ngâm thì mình sẽ thấy cái bột nó lắng xuống, phần nước trong thì nó ở phía trên. Các bạn thấy cái phần nước trong ở bên trên không? Bây giờ mình sẽ đổ bỏ phần nước này. Khi mình làm như vậy thì giúp khử đi cái mùi hôi của bột và giúp bánh của mình nó sẽ dai hơn. Nước mình vừa lấy ra là 535 g. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái nước mới, mình cân lại bằng cái số lượng nước mình vừa lấy ra. Sau khi mình đổ cái nước mới vô, mình trộn đều nha các bạn. Thì mình sẽ bỏ thêm 1 tí muối và 2 muỗng dầu ăn. Phần nhân bánh thì mình có thịt xay, thịt này thì mình mua người ta xay sẵn rồi các bạn, và một củ hành mình đã thái hạt lựu, và nấm mèo mình cũng băm nhỏ ra.
mình có một tí tỏi và hai cọng hành lá, mình cũng sắc nhỏ ra luôn. Gia vị nêm thì mình có muối, đường và bột nêm. Mình bắt cái chảo lên bếp, sau đó mình cho một muỗng dầu ăn vào, mình đợi dầu cho nóng rồi thì mình cho tỏi băm vào. Tỏi nó dậy mùi thơm rồi thì mình cho thịt vào và xào cho nó tơi ra. Mình thấy thịt nó chín rồi thì bắt đầu mình cho gia vị vào. Sau khi mình cho gia vị vào thì mình tiếp tục xào nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho nấm mèo. Hành tây. Mình vẫn tiếp tục xào cho hành nó chín nha các bạn. Nhớ để lửa lớn nha các bạn, để cho thịt nó không có bị ra nước. Sau đó thì mình sẽ cho hành lá vào xào chung luôn. Thì mình nêm lại theo khẩu vị gia đình nhà mình nha các bạn. Nếu có lạc một chút thì cũng không sao, tại vì một tí nữa mình sẽ ăn với nước mắm mà. Mình tắt bếp, sau đó mình sẽ cho thêm tiêu vô cho nó thơm và hai muỗng hành phi vào nữa. Đi đổ bánh nha các bạn. Mình sẽ cần có một cái mâm, hai cái khay gì cũng được. Jenny sẽ bọc giấy kiến lại để một tí nữa mình đổ bánh ra thì nó sẽ không có bị dính. Còn đây là cái chảo điện Jenny sẽ xài hôm nay. Cái này thì Jenny mua ở trên Amazon. Mình sẽ cần thêm một cái đồ gấp hay là một đôi đũa cũng được. Với lại một cái muỗng có cái bảng to như thế này nè, nhưng mà lựa cái nào nó đừng có dính nha các bạn. Mình để một tí nữa mình là sẽ lấy bánh ra cho nó dễ hơn. Trước khi mình đổ bánh mình nhớ quậy bột cho nó đều nha các bạn. Máy của mình bây giờ nó cũng đã nóng rồi các bạn. Mình sẽ lấy một muỗng bột như thế này, mình sẽ đổ ngay vào cái máy. Mình vừa đổ mình vừa lắc nhẹ máy cho bột nó đều ra. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại khoảng chừng vài phút thì bánh nó sẽ chín. Khi mình nhìn thấy cái bột nó trong rồi đó thì bánh nó đã chín rồi đó các bạn. Đây là cách mình lấy bánh ra nha các bạn. Cái bánh này là cái đầu tiên mình thấy nó không được đẹp cho nên để mình thử thêm một cái nữa. Một cái đôi đũa mình sẽ gấp cái mí bột lên. Sau đó thì mình lấy cái đồ trộn bột như thế này nè. Mình lấy bánh ra và mình lật úp lại.
Các bạn thấy đó, cái bánh nó rất là mỏng. Trước khi mình để nhân vào trong bánh đó, thì mình tiếp tục đổ cái kế tiếp. Mình cho nhân vào bánh thì mình chỉ gấp lại từ trên xuống và từ dưới lên thôi các bạn. Mình làm rất là đơn giản. Mình thấy cái đồ gấp nó cồng kềnh quá cho nên mình lấy chiếc đũa mình gấp đó, thì nó sẽ dễ hơn. Để mình tiếp tục lấy cái bánh thứ hai cho các bạn xem nhé. Mình có cái chảo điện này mình làm nhanh lắm các bạn. Cái này á, thì mình nhiều khi mình ghim điện mình để trên bàn á, mình làm cũng được. Thì ra bánh nó cũng rất là dai, ngon. Nó cũng thông, không có thua gì bánh hấp bằng giấy đâu các bạn. Cái này thì mình không có cần thoa dầu nhiều nữa. Tại vì lúc mình pha bột á, mình đã để 2 muỗng canh dầu trong bột rồi. Cho nên khi mình đổ á, thì mình cứ đổ đổ thôi, mình không có cần thoa dầu lên máy đâu các bạn. Các bạn thấy không, cái bánh mình nhìn rất là ngon, nó trong mà nó dai. Cái này thì mình để qua tủ lạnh, qua ngày hôm sau mình hâm lại cũng rất là ngon. Mấy cái đầu tiên thì mình chưa quen tay thì mình lấy ra thì nó hơi lộng cộng, nhưng mà mình đổ chừng vài ba cái thì mình quen tay. Cho nên mình lấy bánh ra nó dễ lắm các bạn. Mỗi lần các bạn đổ bánh vào khuôn, các bạn nhớ quậy bột cho nó đều nhé. Mình đổ thiếu một tí xíu cũng không sao, thì mình nếu mà nó thiếu thì mình lấy bột mình châm thêm thôi. Khi mình đổ bột vô mình nhớ lắc nhẹ cái chảo nha các bạn, để cho bột nó chạy đều ra vô trong chảo.
Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Mình chúc các bạn thành công với món bánh cuốn tráng chảo điện này. Đây là thành phẩm bánh cuốn của mình đây các bạn.